nói sen. Dễ quá mà. Trời ơi, trời đất ơi, nghĩ sao phải chỉ vậy mình. À, nước á. Nước à. Quá. Nước hồ. Quá. Có tục ngữ gì đó, có tục ngữ. Nước hồ, mẹ nói cái nước hồ rồi. Nước hồ có cái này, nước cái hồ có cái này. Cầm về bằng sen hả? Trời ơi, quá. Trời ơi, con gái tôi, trời ơi. Trời ơi, tiêm đi. Và bây giờ là đội của chị Lê Giang. 3 giây bắt đầu. Ngói sen. Dễ quá mà. Trời ơi, trời đất ơi, nghĩ sao phải chỉ vậy mình. Nước á. Nước à. Quá. Nước hồ. Quá. Có tục ngữ gì đó, có tục ngữ. Nước hồ, mẹ nói cái nước hồ rồi. Nước hồ có cái này, nước cái hồ có cái này. Cầm về bằng sen hả? Quá. Trời ơi, quá. Trời ơi, con gái tôi, trời ơi. Trời ơi, tiêm đi. Yes, I'm ready to watch you. Yeah. Okay. I know. All right. Nó nói gì vậy? Ai biết nó. Và bây giờ thời gian bắt đầu. Cái bánh không. Nghĩa là tôi mua lần. Tôi giả dối. Nói với ngược giả dối, dối dột mà. Cái bánh mà để rồi nè, mùa mua lần là bánh gì? Mùa lần là bánh trung thu. Bánh trung thu mà bỏ đi sao? Đời mà tôi thật, tôi láo sữa trung thu. Tiếp tục. Tôi đậu cái gì đó? Tôi đậu cái gì mà hồi nãy mà Ngọc nó nói là Trạng Nguyên. Chết rồi, xong, thua. Rồi, chúng ta bài hát Mỹ Tâm, những gì đó, cái gì nè. Và Mỹ Tâm hát Hồng Danh Chiến Thắng. Trời ơi, chị không có được nói. Đúng rồi, Sả Như không được nói.
Rồi im. Cái gì? Bây giờ này quan trọng là tiệm em mình có khách không? Thôi mình nên nói gì vậy? Con gái, con gái mà cái mà béo này, con gái béo mà. Trái trái làm sao vậy? Tôi đâu có nói trái. Chị mà. Không có nói, anh nói. Đâu, chị Giang mới nói trái béo. Không có nói béo rồi trời ơi. Trời ơi, bà ơi. Này khoan, nghe em nhắc. Đây là tấm bảng cuối cùng. Nếu đúng tấm bảng này là không cần quan tâm tới đậu. Nhưng mà sai tấm bảng này là đậu sai nữa là thua đậu kia luôn. Rồi rồi, khách đắp bao nhiêu móng, khách đắp bao nhiêu móng. Không. Ủa chị muốn nói tiền neo ạ, tiền neo, tiền neo. Khách đắp bao nhiêu móng. Hồi nhỏ. Tiền neo chị đâu vậy? Hồi nhỏ. Tiền neo, tiền neo ở đâu? Phải làm gì? Nhưng mà quan trọng á, quan trọng á. Hồi nhỏ tao đi làm gì? Hồi nhỏ. Hồi nhỏ đó, hồi nhỏ không. Bà tiên tao gẹo mày. Hồi nhỏ là bị mẹ đẻ nè. Bà tiên tao hồi nhỏ nè. Mày chứ không, chứ không. Rồi, rồi học xong thì giờ giỏi quá thì tìm mì. Rồi làm gì giỏi quá thì Làm bác sĩ. Học xong, đâu có giống bác sĩ gì. Giỏi quá thì người ta gọi là thi đậu. Không, giỏi quá. Mày học giỏi. Để em đi được. Nghĩa là học giỏi quá. Học giỏi quá thì mới bản rồi. Cái bản là học tài thi phận. Mà bà nói chữ học. Là mình đúng được 3 bản đúng không? Theo luật. Ôi, thôi kệ họ đi ha. Lấy luôn hả? Trời ơi! Xin các bạn nghệ sĩ, chúng ta hãy giữ tư cách đi. Quay hình đó. Thấy món gà sao? Theo như mà chị ăn cái món gà hấp này rồi đó, là chị thấy gà với lại cái lá này là lá gì con? Lá bưởi. Lá chanh, lá chanh á. Là mỗi vị nó khác nhau. Là sao? Là khi mà chị ăn cái món gà này rồi đó, là chị thấy thịt gà nó rất là ngon. Cái con người cái gì? Đang thèm lắm đó rồi. Tao tuột mút tuột không thèm luôn. Ăn cái miếng gà này mình phân được biệt được là cái mùi đậu với cái mùi gà. Nghĩa là nó không có trộn lộn. Gì? Mà, hả? Gia đình này kỳ cục mà tôi ăn những cái món gà mà chế biến ra là gà nấu đậu tương đen và gà nướng mật ong và gà hấp lá chanh tôi phân biệt rằng mỗi mùi khác nhau rất là thấm rất là ngon. Gà không có dai. Thôi được rồi. Vừa ăn. Rồi ăn đi. Hiểu rồi. Ăn gì?